cập nhật những diễn biến mới nhất chiến sự Nga-Ukraine có trong ngày 5 tháng 9 năm 2024. Lực lượng vũ trang Ukraine AFU tăng cường kiểm soát quận Kleskovsky, vùng Kursk, Nga, sau khi phá hủy 3 cây cầu bắc qua sông Seim, cô lập khoảng 700 km2. Trung đoàn công binh 69 của Nga chịu tổn thất nặng. Lữ đoàn 79 của lực lượng dù Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của Nga gần Konstantinovka Donetsk. Ukraine phá hủy nhiều xe tăng, xe bọc thép và gây thương vong đáng kể cho quân Nga. UAV sát của Ukraine đã giúp thực hiện các cuộc tấn công đêm chính xác vào lực lượng Nga. Hệ thống camera tiên tiến cho phép UAV hoạt động trong bóng tối, nâng cao hiệu quả quân sự. Ngoại trưởng Nga Lavrov cảnh báo Mỹ không nên vượt qua làn ranh đỏ bằng việc cung cấp hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine. Nga lo ngại sự leo thang căng thẳng do cạnh tranh nội bộ ở Mỹ. Quân đội Belarus tiến hành huấn luyện chống các nhóm vũ trang phi pháp gần biên giới với Ukraine, tăng cường hoạt động quân sự tại khu vực này, khiến Ukraine lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng. Các lãnh đạo NATO thảo luận về khả năng bắn hạ hỏa tiễn Nga trên bầu trời Ukraine, nhưng chưa đạt đồng thuận do lo ngại leo thang xung đột với Nga. Sau đây là nội dung chi tiết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quay trở lại cùng với Molifan, tiếp tục cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine và những chuyển động quốc tế đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay trên kênh The Strong Post. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Trong những diễn biến gần đây tại khu vực biên giới Nga-Ukraine, lực lượng vũ trang Ukraine AFU đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch nhằm giành quyền kiểm soát quận Kleskovsky thuộc vùng Kursk Liên bang Nga. Tình hình tại đây ngày càng trở nên căng thẳng khi khu vực này đã bị đưa vào tầm kiểm soát hỏa lực của quân đội Ukraine. Theo báo cáo từ các chuyên gia quân sự, tình hình ở sườn phía bắc của mặt trận vùng Kursk đang diễn biến không có lợi cho lực lượng vũ trang Nga RAF. Đáng chú ý, Trung đoàn Công binh 69 thuộc Hạm đội Baltic của RAF đã phải hứng chịu những tổn thất đáng kể trong nỗ lực thiết lập hệ thống hậu cần tại khu vực này. Chuyên gia quân sự Ukraine ông Alexander Kovalenko đã cung cấp thông tin chi tiết về tình hình hiện tại. Theo ông, những đám mây đen đang tụ về trên quận Kleskovsky của vùng Kursk. AFU đã thực hiện thành công việc phá hủy cả 3 cây cầu bắc qua sông Seim, qua đó cắt đứt một khu vực rộng khoảng 700 km2 khỏi nguồn tiếp tế. Khu vực này hiện đang bị lực lượng Ukraine bao vây từ 3 phía và nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực. Ông Kovalenko nhấn mạnh, trong nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm xây dựng cầu phao tại vùng Kleskovsky, đội cận vệ 69 biểu ngữ đỏ riêng biệt Mogilev, huân chương Trung đoàn Công binh Hải quân Lev Kutuzov II của Hạm đội Baltic đã bị tổn thất nặng nề và mất đi khả năng chiến đấu. Theo ước tính, hơn 50% trang thiết bị của đơn vị này đã bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng. Để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của đơn vị này, cần biết rằng Trung đoàn Công binh 69 được thành lập vào năm 2014 thông qua việc sáp nhập các Trung đoàn Công binh Hải quân và cầu phao của RAF. Nhiệm vụ chính của họ trong tình huống hiện tại là xây dựng cầu phao bắc qua sông Seim nhằm cung cấp tiếp tế cho Trung đoàn 56 của RAF hiện đang bị cô lập tại quận Kleskovsky. Với tình hình hiện tại, ông Kovalenko nhận định rằng Trung đoàn 56 của Nga có thể sẽ phải tìm cách thoát khỏi vòng vây bằng cách vượt sông, một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm và khó khăn trong điều kiện chiến đấu. Trước đó, AFU đã thành công trong việc phá hủy một cây cầu phao quan trọng tại khu vực Kleskovo, làm suy yếu thêm khả năng tiếp tế và di chuyển của lực lượng Nga trong khu vực. Đáng chú ý, ngay cả các phóng viên quân sự ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga cũng đã bắt đầu thừa nhận tình hình khó khăn. Cụ thể, phóng viên quân sự Z Romanov sau chuyến công tác tới Kursk đã bày tỏ quan điểm bi quan. Chúng tôi sẽ không được yên ổn cho đến khi cuộc chiến kết thúc, phản ánh tâm trạng căng thẳng và lo lắng đang bao trùm khu vực. Trong khi đó, trên chiến trường Ukraine, Lữ đoàn tấn công đường không 79, một đơn vị tinh nhuệ thuộc lực lượng dù của quân đội Ukraine, đã một lần nữa chứng minh khả năng chiến đấu xuất sắc của mình. Vào ngày 4 tháng 9, đơn vị này đã thành công trong việc đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô của quân đội Nga gần thành phố Konstantinovka thuộc khu vực Donetsk. Theo thông tin được công bố trên kênh Telegram chính thức của Lữ đoàn 79, cuộc tấn công của quân đội Nga được thực hiện đồng thời từ nhiều hướng, với sự tham gia của một lượng lớn nhân lực và trang thiết bị quân sự. Cụ thể, lực lượng tấn công đã sử dụng hơn 20 đơn vị thiết bị quân sự cùng với một số lượng đáng kể binh lính nhằm mục đích áp đảo các vị trí phòng thủ của Ukraine.
Đối mặt với tình huống nguy cấp này, Lữ đoàn 79 còn được biết đến với biệt danh lính dù Nikolaev đã phản ứng nhanh chóng và hiệu quả. Họ đã triển khai một chiến lược phòng thủ toàn diện kết hợp sử dụng pháo binh, máy bay không người lái, hệ thống chống tăng và lực lượng bộ binh. Kết quả của cuộc phản công này thực sự ấn tượng. 3 trong số 4 xe tăng của đối phương đã bị phá hủy hoàn toàn. 3 trong số 17 xe bọc thép chở quân của Nga cũng bị tiêu diệt. Ước tính có khoảng 15 binh sĩ Nga thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Đáng chú ý, Lữ đoàn 79 còn nhấn mạnh rằng các đơn vị còn lại của lực lượng tấn công đã phải rút lui khỏi chiến trường một cách vội vã, thể hiện sự thất bại toàn diện của cuộc tấn công này. Chiến thắng này không phải là lần đầu tiên Lữ đoàn 79 thể hiện khả năng chiến đấu xuất sắc của mình trong khu vực Donetsk. Trước đó, vào ngày 25 tháng 7, đơn vị này đã ghi nhận một chiến công đáng kể tại hướng Kurakovsky. Trong trận đánh này, họ đã tiêu diệt được 7 xe chiến đấu bộ binh, 6 xe tăng và khoảng 40 binh sĩ của quân đội Nga. Đáng chú ý, tần suất các cuộc tấn công của Nga trong khu vực này dường như đang gia tăng. Chỉ trong vòng một tuần tính đến ngày 28 tháng 7, đã có ít nhất 3 cuộc tấn công lớn theo hướng Kurakovsky. Trong trận đánh gần đây nhất, lực lượng dù Ukraine tiếp tục ghi nhận thành tích ấn tượng khi phá hủy một xe tăng và một xe chiến đấu bộ binh của đối phương. Những chiến thắng liên tiếp này không chỉ khẳng định vai trò quan trọng của Lữ đoàn 79 trong nỗ lực phòng thủ của Ukraine, mà còn cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chiến đấu cao của các binh sĩ Ukraine. Khả năng đối phó hiệu quả với các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga đã góp phần củng cố tuyến phòng thủ của Ukraine trong khu vực Donetsk, một trong những điểm nóng của cuộc chiến. Bên cạnh đó, quân đội Ukraine đã một lần nữa chứng minh khả năng áp dụng công nghệ tiên tiến vào chiến trường hiện đại. Gần đây, họ đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công đêm thành công sử dụng máy bay không người lái UAV SAT, một sản phẩm công nghệ quốc phòng tiên tiến của Ukraine. Thông tin về chiến dịch này được chia sẻ bởi Fly Club, một bộ phận thuộc Lữ đoàn Tấn công Độc lập số 912 của quân đội Ukraine. Đơn vị này đã công bố một video minh họa chi tiết về các mục tiêu bị tấn công, cho thấy hiệu quả và độ chính xác của các cuộc tấn công. Đáng chú ý, chiến dịch này không chỉ có sự tham gia của Fly Club mà còn có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hệ thống không người lái Achilles và Code 92, thể hiện sự phối hợp liên đơn vị hiệu quả trong quân đội Ukraine. Theo thông tin từ Fly Club, các cuộc tấn công này diễn ra trong khoảng thời gian 10 ngày của tháng 8, nhắm vào nhiều mục tiêu quân sự quan trọng của phía Nga. Cụ thể, các mục tiêu bị tấn công bao gồm xe chiến đấu bộ binh, xe tăng, bộ binh di chuyển trên xe máy, hệ thống pháo binh và các vị trí tập trung quân của Nga. Sự đa dạng của các mục tiêu này cho thấy khả năng linh hoạt và đa nhiệm của UAV SAT trong các hoạt động quân sự. Yếu tố then chốt tạo nên thành công của chiến dịch này chính là hệ thống camera đặc biệt được phát triển bởi công ty UK Space System và được tích hợp trên UAV SAT. Hệ thống camera này bao gồm một camera Full HD với khả năng zoom quang học 30x cho hoạt động ban ngày và một camera hình ảnh nhiệt cho hoạt động ban đêm. Sự kết hợp này cho phép UAV SAT hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện ánh sáng, biến nó trở thành một công cụ đa năng và linh hoạt cho các nhiệm vụ quân sự. Đặc biệt, để nâng cao khả năng hoạt động trong điều kiện thiếu ánh sáng, UK Space System đã phát triển camera USJ-231T. Đây là một hệ thống quang điện tử tiên tiến được ổn định bằng con quay hồi chuyển, có khả năng quay video chất lượng cao trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc hoàn toàn tối. Thiết kế nhẹ và chuyên biệt của nó phù hợp đặc biệt với các nền tảng UAV cánh cố định như SAT. Ngoài ra, UK Space System còn phát triển cảm biến nhìn đêm USJ-261T, một camera nhỏ gọn được thiết kế đặc biệt cho các UAV cánh cố định nhỏ và máy bay trực thăng đa năng. Sự đa dạng trong các loại camera này cho phép quân đội Ukraine có thể lựa chọn phương tiện phù hợp nhất cho từng nhiệm vụ cụ thể, tối ưu hóa hiệu quả của các cuộc tấn công. Thành công của các cuộc tấn công đêm này không chỉ thể hiện sự tiến bộ trong công nghệ quân sự của Ukraine, mà còn cho thấy khả năng áp dụng linh hoạt các công nghệ này vào thực tế chiến trường. Việc có thể nhắm mục tiêu chính xác vào các vị trí của đối phương trong bóng tối đã mở ra một chiều kích mới trong chiến thuật quân sự, cho phép quân đội Ukraine duy trì áp lực liên tục lên lực lượng Nga, kể cả trong những điều kiện mà trước đây được coi là bất lợi. Trong bối cảnh quan hệ Nga-Mỹ ngày càng căng thẳng, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ, cảnh báo Hoa Kỳ không nên đùa giỡn với các ranh giới đỏ của Nga. Phát biểu này được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn gần đây được dự án truyền thông độc lập World Translate chia sẻ trên nền tảng X, trước đây là Twitter.
Bối cảnh của tuyên bố này là báo cáo gần đây từ Reuters cho biết Hoa Kỳ đang cân nhắc cung cấp cho Ukraine các hỏa tiễn hành trình tầm xa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Theo các nguồn tin từ Mỹ, Washington đang tiến gần đến một thỏa thuận cung cấp hỏa tiễn không đối đất tầm xa chung JASSM cho Kyiv. Mặc dù việc giao hàng có thể phải mất vài tháng do các vấn đề kỹ thuật cần giải quyết. Phản ứng trước thông tin này, Lavrov tuyên bố, người Mỹ đã vượt qua ranh giới mà họ tự đặt ra, họ đang đùa giỡn với ranh giới đỏ của chúng tôi. Đừng đùa với ranh giới đỏ của chúng tôi, họ biết rõ chúng ở đâu. Ông cũng chỉ trích cuộc cạnh tranh quyền lực giữa các đảng phái chính trị lớn ở Mỹ, cho rằng điều này có thể dẫn đến các vấn đề ở nước ngoài và gây ra sự leo thang căng thẳng. Lavrov bày tỏ lo ngại rằng khái niệm về sự răn đe lẫn nhau giữa Hoa Kỳ và Nga vốn đã duy trì an ninh giữa hai nước sau chiến tranh lạnh đang bắt đầu phai nhạt đối với người Mỹ. Ông cảnh báo rằng điều này có thể dẫn đến những hậu quả nguy hiểm. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng đã phát biểu với hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga về khả năng thay đổi học thuyết hạt nhân của nước này. Ông cho biết quyết định này có liên quan đến diễn biến leo thang của các đối thủ phương Tây trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine. Những tuyên bố này của các quan chức cấp cao Nga phản ánh sự căng thẳng ngày càng tăng trong quan hệ Nga-Mỹ kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 55,7 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine, vượt qua nhiều ranh giới đỏ do Nga đặt ra. Tuy nhiên, phía Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc xung đột lớn hơn. Cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby trước đó đã nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không mong muốn xảy ra thế chiến thứ ba và cảnh báo rằng sự leo thang lớn trong cuộc chiến Nga-Ukraine có thể gây ra hậu quả thảm khốc trên toàn lục địa châu Âu và ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, gần đây, một số lượng đáng kể thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Belarus đã được phát hiện tại thành phố Stolin, tỉnh Brest, cách biên giới Ukraine khoảng 12 km. Thông tin này được tổ chức giám sát Belarusky Gayun công bố trên kênh Telegram chính thức của họ. Theo báo cáo, lực lượng biên phòng Belarus đang tiến hành các hoạt động huấn luyện nhằm đối phó với các nhóm vũ trang phi pháp. Sự hiện diện của lực lượng đặc nhiệm cũng được ghi nhận trong khu vực đô thị. Việc tập trung quân đội này được cho là có liên quan đến cuộc tập trận chống các nhóm vũ trang bất hợp pháp, dự kiến diễn ra vào ngày 3 đến ngày 4 tháng 9, như đã được truyền thông địa phương đưa tin. Chính quyền đã thông báo cho người dân về khả năng xảy ra tiếng nổ, sự di chuyển của các phương tiện đặc biệt và việc hạn chế giao thông trên 5 tuyến đường chính trong thời gian diễn ra cuộc tập trận. Belarusky Gayun cũng nhắc lại rằng, trong cuộc tập trận chiến thuật hồi tháng 8, với sự tham gia của Lữ đoàn Cơ giới số 6, các biện pháp đối phó với các đơn vị vũ trang phi pháp đã được thực hành. Trước đó, vào tháng 6, cuộc tập trận Storm Anti-Terror 2024 đã được tổ chức tại khu vực Brest, tập trung vào việc phối hợp liên ngành trong các chiến dịch chống khủng bố. Ngoài ra, theo thông tin từ Militany, lực lượng vũ trang Belarus đã điều động một nhóm binh sĩ thuộc quân đoàn thông tin tới Nga để tham gia huấn luyện. Những binh sĩ này được xác định là thành viên của Lữ đoàn Truyền thông 127, đơn vị quân đội 30677, có căn cứ tại Kalotzhsky, quận Minsk. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể về nội dung huấn luyện chưa được công bố. Đáng chú ý, vào ngày 25 tháng 8, Bộ Ngoại giao Ukraine đã chính thức yêu cầu Belarus rút quân khỏi khu vực biên giới chung, đề nghị di chuyển lực lượng ra xa hơn tầm bắn của các hệ thống vũ khí Belarus. Theo nguồn tin tình báo Ukraine, lực lượng vũ trang Belarus đang tập trung quân nhân, thiết bị, xe tăng, pháo binh, hệ thống phóng rocket đa nòng MLRS và hệ thống phòng không tại khu vực Gomel gần biên giới phía bắc Ukraine dưới danh nghĩa tổ chức tập trận. Thưa quý vị, có thể nói cuộc chiến tại Ukraine đã đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò và trách nhiệm của NATO trong việc bảo vệ không chỉ các thành viên mà còn là các quốc gia lân cận. Hiện nay, NATO đang thảo luận về việc có nên sử dụng hệ thống phòng không của khối để bắn hạ hỏa tiễn của Nga trên bầu trời Ukraine hay không. Đây là một chủ đề nhạy cảm và gây ra nhiều tranh cãi trong nội bộ các quốc gia thành viên. Tại một cuộc họp báo chung ở Warsawa, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã xác nhận rằng vấn đề này đã được đưa ra thảo luận nhưng chưa có kết luận cụ thể. Duda cho biết rằng sáng kiến này đã được ông đề xuất từ tháng 2 tại một cuộc họp của các nhà lãnh đạo NATO ở Paris và được Ukraine ủng hộ. Tuy nhiên, các quốc gia thành viên NATO vẫn còn chia rẽ về vấn đề này và chưa có sự đồng thuận cuối cùng. Tổng thống Duda nhấn mạnh rằng các hỏa tiễn và máy bay không người lái của Nga bay qua Ukraine cần phải bị bắn hạ từ lãnh thổ các nước NATO.
Điều này tạo ra một rủi ro lớn cho toàn bộ liên minh nếu các thành viên tiến hành bắn hạ hỏa tiễn Nga, do Nga có thể coi đây là hành động khiêu khích trực tiếp. NATO trong một tuyên bố đã cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu hành động này được thực hiện, nhấn mạnh rằng mục tiêu của liên minh là tránh làm leo thang cuộc chiến và NATO sẽ không trở thành một bên tham chiến. Ba Lan, quốc gia nằm sát Ukraine, đã nhiều lần phải điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận của mình khi Nga tiến hành các cuộc tấn công vào miền Tây Ukraine. Gần đây nhất, Ba Lan đã triển khai máy bay vào ngày 2 tháng 9, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng. Các cuộc tấn công của Nga đã dẫn đến việc hỏa tiễn và máy bay không người lái xâm nhập vào không phận của Ba Lan. Mặc dù Moscow tuyên bố các vụ xâm nhập này là vô tình, Ba Lan đã khẳng định quyền tự vệ của mình và không ngừng theo dõi tình hình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng sau một cuộc tấn công vào thành phố Lviv, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương. Ông nhấn mạnh rằng việc cung cấp thêm hệ thống phòng không từ các đối tác quốc tế là cần thiết để bảo vệ dân thường và ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi các đồng minh cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga nhằm làm giảm khả năng phóng hỏa tiễn từ phía đối phương. Mặc dù vậy, yêu cầu này vẫn đang gặp phải sự do dự từ phía các quốc gia NATO, lo ngại rằng việc mở rộng quy mô vũ khí sẽ khiến cuộc xung đột leo thang, kéo theo nguy cơ làm bùng phát một cuộc chiến quy mô lớn hơn giữa Nga và NATO. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và rất mong quý vị tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ cũng như đăng ký ủng hộ kênh quý vị nhé. Mô Lê Phan kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.